to hơn bút thì đặt góc 60 độ xong là mình đề nó ra. Còn nhỏ hơn bút thì mình đặt góc 60 độ ra xong là mình chúc cái tay xuống để mình hất cái đó lên. Ok. Rồi, chân bút này, xem này, kỹ thuật này. Đặt này. Thế nó trùi ra không? Đấy, xem này. Thế trùi vừa đến chân này. Trùi vừa đến chân này. Mọi người xem này. Làm lại này. Trùi vừa đến chân là mình nhấc nó ra. Được chưa? Đây là mình chưa quan trọng hai bên nhá. Mình chỉ coi cái bột nó chảy lên thôi nhá. Đây, đặt lên này. Thế trùi ra không? Thế trùi ra không? Đấy, nó trùi ra này. Thì mình nhìn nghiêng thì hắn sẽ trùi ra này, thì khi mình vuốt ra này là nó mới dễ. Thấy chưa? Mọi người hiểu chưa? Rồi. Thay vì ví dụ cái trên nền này này thì mình chỉ cần giữ thôi thì cái tốc độ chạy nó rất là nhanh. Trời khô tí mới bóc được. Này. Giữ thôi này. Là tốc độ chuồi nó nhanh này, đúng không? Nhưng trên bề mặt móng là nó có nhiệt độ, cho nên mình phải nhún nó lên. Mọi người hiểu cái cách nhún chưa? Đấy, rồi. Hôm qua mới bày cho hội bên trong cái kỹ thuật số 1 thôi. Rồi, bây giờ mọi người xem này. Và khi nào thì nhún? Rồi, bây giờ mình hiểu cái vấn đề là như thế này này. Hiểu vấn đề này. Tức là đầu tiên đặt bột là nó phải khớp. Đầu tiên đặt bột là nó phải khớp này. Đầu tiên đặt bột là nó phải khớp này. Khớp rồi này thì mình mới được nhún lên. Mọi người hiểu chưa? Chứ không phải đặt xuống cái nhún luôn. Có người, nhiều người là đặt xuống cái là nhún luôn. Đây luôn. Đây luôn thì nó đâu có được đâu. Này mọi người xem này. Đây là cái da. Đây là ngón tay. Đây là ngón tay, được chưa? Đây là cái da cho nó nổi lên. Đây là cái móng. Móng mọc từ chân da ra. Được chưa? Thì bây giờ mình đặt cái cục bột nó mà trùi như thế này này. Tức là cục bột nó mà trùi như thế này này thì nó đi vào ngon lành. Khớp luôn, đúng không? Thì cái khi mà da này mình bào mìn và bào nhám này, cái da nó sẽ chảy vào trong này. Đấy, thì mình sơn nó sát và mình làm cái gì nó cũng sát chân. Được chưa? Thì mình bào nhám và bào mìn, đúng không? Thì cái da sơ bên ngoài này nó sẽ chảy vào trong này. Hiểu chưa? Mọi người hiểu chưa? Đấy. Còn lại nếu như mà mình đắp mà nó không có chân bột này, ví dụ đặt cục bột như này này mà đắp mà nó không có chân này, mà mình đậy vào luôn này, nó dính ra này. Nó dính ra nhưng mà ở trong này nó chưa có chân. Cho nên là khi mình chảy ra ra này là bắt đầu hỡ. Chảy ra ra này là bắt đầu nó hỡ ở đây. Rồi mình cứ nghĩ là khi này mình đắp chưa sát. Nhưng thực ra cái này mình đắp dính luôn rồi mà. Nhưng mình bào ra nó vẫn cứ mất. Bào ra nó vẫn cứ mất bột, đúng không? Mọi người có hay bị lỗi đó không? Cứ bào ra là mất bột thôi. Tại vì khi mình chảy ra là mình đậy ra lên này, đúng không? Thì cái da nó sẽ co về như thế này. Tức là cái phần này nó sẽ hơ này. Vì cái bột này nó đâu có chân đâu. Còn nếu mà có chân này thì cái bột nó vẫn còn này. Thì nó mới sát chân. Thì mình chơi nó mới đẹp. Mình đánh chrome nó mới đẹp. Mình làm cái gì nó cũng đẹp hơn. Mọi người hiểu chưa? Đấy. Đây với gọi là cái chân này. Thì khi mà mình làm được như này là mới được này. Còn da mà chưa nổi này. Da chưa nổi này. Thì mình đắp nó vừa đến đây. Đắp vừa đến đây xong tí nữa đậy ra lên nó lại đến đây. Vì mình đâu có đậy da nổi lên đâu. Đúng là mình phải đậy da nổi lên này. Da chết này, đúng không? Đậy da nổi lên này. Xong đó bắt mình đắp luồn chân bột vào này. Thì nó mới ok này. Thế có nhiều người nói đắp em thấy sát lắm rồi. Mà bây giờ đến khi chảy xong em vẫn thấy xa chân. Là vì thế đó. Là vì thế. Được chưa? Đắp bột là phải có chân. Đấy thì. Chính vì thế cho nên là bây giờ. Trên ngón tay này là mình phải nhún. Được chưa? Nhưng sau khi đặt rồi mình mới nhún. Đây mọi người xem này. Đây mình sẽ làm xa ra tí để cho mọi người dễ thấy. Cái kỹ thuật này nó cũng rất là hay. Đặt lên này. Nhún lên này. Thấy chưa? Đấy. Làm lại. Đặt lên này. Khớp tí này. Nhún lên này. Mọi người thấy lên không? Thấy nó vào mà vào chỉ vào chân thôi. Tại vì sao? Tại vì hắn giống như một cái đống cát ấy. Như này. Mà mình đậy. Thì nó vẫn cứ theo cái chân này. Nó đi vào. Được chưa? Đây là cứ theo cái chân này nó đi vào thôi. Còn nếu mà mình đè là nó lại bẹp ra. Thế nó đâu có đi vào đâu. Có người là cứ nghĩ là đè lắn vào. Nhưng mà không phải. Đè này, ví dụ cục bột như này, đúng không? Nó thoại như này, đúng không? Nhưng mà mình đè này. Đè là nó. À, thấy chưa? Nó bè. Đè là nó bè sang hai bên. Đè là sang hai bên. Còn lại mình nhún là nó mới lên trên này. Đấy, ok mọi người xem này. Riêng cái ngón út này này, mình đặt xong mình chốc tay xuống. Đặt này.
chúng ta xuống này, nhún này. Thế nó lên không? Thế nó lên không? Sát chân chưa? Đấy, thì xong bắt đầu mình mới xử lý cái phần số 2. Xử lý cái phần số 2 là mình nhóm nó ra. Rồi bây giờ mình xử lý phần số 3. Phần số 3 là phần vuốt. Thì cho dù mình vuốt lên trên này này thì nó vẫn không có bị lỗi. Còn nếu như khi mình đã dính rồi, ví dụ ở đây là dính này. Đấy thì mình vuốt lên trên này thì nó càng dính là sai, được chưa? Đấy. Thì mình cố gắng là mình phải làm cho đúng ngay từ đầu đi thì nó mới ít bị lỗi. Giấy là mình phải xé ra. Mọi người nhớ nha. Ok, bây giờ mọi người xem này. Đây, thì cái này này. Cái này này, đặt lên này, rồi nhún này. Sát này, sát rồi mình kéo ra này, tức là khi nào mà sát là mình kéo ra. Đấy. Khi nào mà sát là mình kéo ra, xong đó mình tách cây da này ra, mình kéo ra. Rồi mọi người xem này. Thấy chưa? Mình tách hẳn cái da này ra, nó vẫn còn chân mà. Nó vẫn còn chân bột này. Đệ như này là nó sát sạt luôn này. Được chưa? Nhưng mà mình tách ra này, vẫn còn chân bên trong. Mọi người hiểu chưa? Thì cho dù là mình cắt ra hay là mình có làm mịn hay làm nhám gì, làm dìu đi chăng nữa, thì là tí nữa nó vẫn cứ sát chân. Đấy. Rồi bây giờ mọi người xem này. Nếu mình muốn cái cục bột này mà nó đi sang hai góc. Nhiều người muốn khiến hai góc. Có người thì làm như thế này, có người làm như này, vẫn thấy trên video nhiều làm như này, xong đây sang đây tí, đây sang đây tí là sai nhá. Đây như này là sai nhá. Đấy, mình chỉ cần đây đúng góc thì nó sẽ ra hai bên cân. Đây mọi người xem này, coi này, phân tích này, đặt lên, nhún thì nó đi lên, đè thì nó đi ra, đúng không? Nhún thì đi lên mà đè thì đi ra, mà mình muốn hai bên góc thì nó vừa nhún vừa đè, hiểu đơn giản thôi, đúng không? Tức là mình mà muốn bột nó đi lên, mình muốn bột nó đi lên này, thì mình nhún lên này, đúng không? Thì nó có hình này. Mình muốn bột nó đi ra, mình muốn bột nó đi ra thì mình đè ra thì nó đi ra, đúng không? Đấy. Thì nếu như mà mình vừa nhún vừa đè thì nó sẽ vừa đi lên và vừa đi ra. Thì tức là cái loan làm tọa theo hình tròn, nó sẽ ra tròn. Đặt lên này, thấy chưa? Vừa đè và vừa nhún thì nó sẽ đi ra hai bên góc. Mọi người hiểu chưa? Thì có người là cứ đè thì nó ra, nhún thì nó đi lên. Cho nên mình muốn cho bột nó ra hai bên góc thì mình vừa nhún vừa đè, một lực vừa đủ cân nhau. Chứ có người đè mạnh quá, nhún thì nhẹ, đè mạnh quá thì nó vẫn cứ ra bên ngoài, nó vẫn cứ ra hai bên thì nó vẫn cứ tràn ra hai bên ra, đúng không? Đây, như này thì là mình nhún là được thôi. Nhún này, đè này, thấy chưa? Hắn ra hai bên rồi là bắt đầu mình nhấc nó ra, là mình kéo nó ra. Thì nó sát chân và nó sát góc luôn. Hai góc này nó sát luôn, thấy chưa? Rồi thấy hai góc sát chưa? Thì muốn đắp mà đô đu bên trong thì mình sẽ phải nhún góc 45 độ, được chưa? Đấy, vừa nhún vừa đè 45 độ là nó sẽ ra hai bên góc này luôn. Đó là kỹ thuật số 1, đắp có chân bột. Người nhớ nha. Rồi. Mình sẽ tắt video này đi, mình sang kỹ thuật số 2. Xin chào tất cả mọi người đã đến với lớp học Thái Phan. Đón xem video tiếp theo.